máy xúc này có thể xúc ngô được luôn, xúc ngô, xúc đất, đấy, xúc cả đất luôn. Ui, xúc nhiều đất không? Ê, em nhện này to lắm. Ui, em này không biết có độc không? Ui, đâu rồi, đâu rồi? Ê, các bạn này. Đấy, em ở đây này. Ôi, cha 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 cha. Một em nhện đang làm răng tơ. Em nhện này răng tơ đấy các bạn nhá. Này. Hello, hey, hey, các bạn ơi. Wow, hôm nay lại cùng mình đi tìm đồ chơi trong khu vườn này các bạn nhá. À, các bạn ơi, lại là chiếc chậu thần kỳ của mình đây rồi. Nào, cùng mình cầm chiếc chậu này đi tìm đồ chơi nào. Ui, dưới này là một cái gì đây? Ồ, đây là cây ngô đấy các bạn ơi. À, cây ngô này đây này, đây là bông hoa ngô đấy. À, thế nào, xem cây ngô này có quả không nhá. Ơ, à, trong này có cái gì đây các bạn ơi? Ui, chà 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 chà. À, các bạn ơi, đây là một chiếc xe lu. À, không biết ai vứt một chiếc xe lu này ở trong cái vườn ngô ấy các bạn ơi. Đấy. Wow, mình sẽ nhặt chiếc xe lu này mang về các bạn nhé. Đấy, chiếc xe lu này có thể đi lu đường được này. Nín 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 em ấy đi em bay luôn vào trong chậu các bạn ạ. Một em rốt lơ. Đấy, các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm nào, xem trong cái vườn ngô này có còn chiếc xe nào nữa không các bạn nhé. Ai chà chà. Ê, ở đây có một cái bụi nữa này. Mình sẽ tìm trong cái bụi này có cái gì không nhá. Ai, cái bụi này có cái gì không nhỉ? Ui, các bạn ơi, mình thấy hình như có một chiếc xe ở đây này các bạn này. Ai, ui, chà chà các bạn ơi. Một chiếc xe trộn bê tông siêu bự khổng lồ các bạn ạ. Ai, một em mít chắc. Ai, xe trộn bê tông nhá. Có thể quay được bê tông rồi này. Đấy, cái này quay để trộn bê tông này. Các bạn thấy không? Đấy, có thể quay được cái bồn trộn bê tông nhá. Đấy, wow, rất xịn sò luôn. Trên này có phím bấm này. Đấy, píp píp píp. Ha, ok, mic chắc. Ok, cho vào đây nhá. À, hai chiếc xe rất là to các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp nào các bạn ơi. À, xem trong khu vườn này còn gì nữa không nhá các bạn ơi. À, trong cái bụi ngô này xem còn gì nữa không nào. À, chà chà. Ui, mình thấy có gì lấp ló này các bạn này. Đây, gì lấp ló đây này các bạn này. Đấy, 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 cái gì đây? Ui chà. Ui, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Mình tìm được một kho báu đồ chơi luôn. À, kho báu đồ chơi này có một chiếc xe ambulance, một chiếc xe cứu thương màu trắng, rất là đẹp luôn các bạn nhá. À, trên này có một cái kèn để đi cấp cứu này, có đèn xanh đỏ rất là nhiều này. À, bác sĩ sẽ ngồi ở trong cái khoang này nhá. Còn đây là bác lái xe. Đấy. Wow, ơi, ở đây có thể lắp pin này. À, có thể quay được bánh nha các bạn nhá. Tí nữa mình về mình sẽ lắp pin vào cho em ấy chạy nhá. Ai. À, à, đây là một chiếc xe bán tải pickup chắc. Đấy. Pickup chắc mở cửa luôn. Xịn xò. Đấy, có bác nào ngồi ghế này không? Tôi mời lên xe đây. À, xe chuẩn bị đi nhá. Các bác hãy bám vào nào. Píp 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 píp. Đấy, win 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 win. Pùm chiu, pùm chiu, pùm chiu. À, một chiếc xe tăng các bạn nhá. Đấy. Một em super tăng. À, xe tăng màu xanh. À, các bạn nhìn thấy chữ tank. Đấy. Wow, đây là bánh xích của em ấy đấy. Rất là nhiều nòng pháo luôn. À, cho vào đây nhá. Các bạn thấy không? Một chiếc chậu bé xíu mà đựng được, một chiếc chậu rất to mà đựng được rất là nhiều xe này. Đấy. Các bạn nhìn thấy gì đấy không? Đấy, đây là em nhện này các bạn ơi. Ui ui, em nhện này to thế nhở. À, mình sẽ trêu em nhện đấy nhá. Ui, em nhện này rất to luôn. Ê, chà chà, em nhện này to thế nhở. Ê, chà 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 chà. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ê, em nhện này to lắm. Ui, em này không biết có độc không? Ui, đâu rồi, đâu rồi? Đây, các bạn này. Đấy, em ở đây này. Ôi, cha 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 cha. Một em nhện đang làm răng tơ. Em nhện này răng tơ đấy các bạn nhá. Rồi, em nhện này không, các bạn không được nghịch vào nhá. Những cái con vật mà nhiều màu sắc như này thì chắc chắn là không tốt. Đấy. À, để cho em ấy sống các bạn nhá. Mình sẽ không bắt em ấy đâu. À, đây là một em nhện rất là to. Ui, cha 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 cha. Rất là sợ luôn nhá. Ôi. Ui chà chà, cho em ở đây nha. À, bye bye em nhện nhá. Anh đi tìm đồ chơi đây. À, nào, let's go các bạn ơi. Ý chà chà, xem nào. À, xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nhá các bạn nhá. Ê, à, trong cái mấy cái cây ngô này có cái gì nữa này các bạn này. À, mình nhìn thấy có cái gì này các bạn này. Ấy các bạn ơi, có cái gì này. Ui chà chà, xe luôn các bạn ơi. Ui chà chà. À, một chiếc xe buýt các bạn ạ. Đây là một em xe buýt trường học nha. Stop này có nghĩa dừng lại này. Khi mà xe buýt đi đến đây nha, kít. Đấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy chữ stop.
tức là dừng lại để cho học sinh lên xe. Đây là xe buýt trường học, school bus. À, ok, cho vào đây nhá. Đấy, đi chà. Đấy, lại một chiếc xe máy xúc nữa này. Máy xúc này có thể xúc ngô được luôn. Xúc ngô, xúc đất. Đấy, xúc cả đất luôn. Ui, xúc nhiều đất không? Ui chà, em máy xúc này rất là xịn sò luôn các bạn nhá. Mít chắc à? À, không phải, đấy là một em excavator. À, còn đây là một chiếc xe cảnh sát này. Police car. Wow, Patrolman Highway. Wow, một chiếc xe cảnh sát màu đỏ các bạn nhá. Ok, let's go. Xem là trong khu vườn này còn gì không đây các bạn ơi. Nào các bạn nhìn hộ mình nha. Ấy, mình đã đi, vừa đi đã thấy có cái gì này. Đây là một cái lùm cây, chắc chắn là có cái gì ở trong. Vì mình thấy có hai cái màu đỏ này. Các bạn thử nhìn hộ mình nhá. Xem cái này là cái gì đây. Ui, cả cái gì dưới này nữa này. Ui cha cha. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe bán tải. Ui, xe bán tải này xịn xò lắm. Không biết ai vứt em ý ở đây ấy. Chiếc xe bán tải này chắc chắn là bị vứt ở đây rất là lâu nhá. Cho nên em ý rất là bẩn này, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Ở trong này có một em sâu luôn đang đứng à. Các bạn nhìn thấy em sâu không? Đấy. Em sâu đang đứng nhá, mình sẽ khêu em sâu ra nhá. Ý, em này là em sâu đo. Đấy, em chui xuống này luôn. Ý, một em sâu. Ui chà chà. Đấy. Một chiếc xe bán tải này. Và đây là cái gì đây các bạn ơi? À, một em Zobo. À, mình đã nhặt được một em Zobo. Zobo chiến đấu. Chiu 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 chiu. Em này có thể cầm được khẩu súng ở đây nhá. Đấy, chà chà. Mình sẽ cho em Zobo vào trong chậu nhá. Rồi. Nào. Ui, đây là chiếc xe gì đây các bạn ơi? À, đây là một chiếc xe cứu hỏa các bạn nhá. Đây là hai cái bình nước to của em đựng nước đấy. Đấy, bắn nước. Chiu chiu chiu. Đấy. Đến, quay xem này. Chiu 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 chiu. Chiu 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 chiu. Một chiếc xe cứu hỏa rescue, rescue truck. Ok. Nào, đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này còn gì nữa không nha. À, mình thấy có cái gì này. Ui, một cái lùm cây rất là to các bạn ơi. À, xem lùm cây này có gì không nào. Ui, chà chà các bạn ơi. Lại một kho báu đồ chơi nữa nha. À, một chiếc xe máy kéo này. Ui, chà chà. Đây là chiếc xe gì đây? Một chiếc xe trộn bê tông này. Mít chắc này. À, còn đây là một em khủng long T-Rex Dinosaur. Ok. Đây là một chiếc xe chở rác này. Ga bê chắc. Ok, đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất nhiều đồ chơi. Nói nhiều quá đâm ra bị ho rồi các bạn ạ. À, ê, ở bên này lại có cái gì nữa này các bạn này. Ui chà chà. Lùm cây này có cái gì không nhờ. Thế nào. Ui có cái gì này các bạn này. Ấy. Ui chà, mình lại thấy một chiếc xe tải nữa các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe tải ben đấy các bạn ạ. Một em xe tải ben màu xanh nhá. À, có cả cái ben màu vàng này. Cái ben này có thể mở được đây các bạn ạ. Rất là xịn sò đấy nhá, chứ không phải đơn giản đâu. Mở cửa này. Đấy. Còn cái thùng này có thể mở được nhá, nhưng mình dùng một tay sẽ không mở được. Rất là khó mở các bạn ạ. À, mình sẽ đem về tí nữa mình sẽ review cho các bạn xem. Mình sẽ cho vào đây nhá. À, đây là một chiếc xe bán tải này. Pickup truck. Wow, cho vào đây nhá. Ui các bạn ơi, hôm nay mình nhặt được một chậu đồ chơi to không? Đấy, các bạn thấy nhiều không? Ui chà chà. Bye bye.